cho các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử sao Hoa ngữ. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử diễn viên Lý Tiến Vinh. Lý Tiến Vinh sinh vào ngày 17 tháng 3 năm 1975, sinh ra và lớn lên ở Hồ Nam của Trung Quốc. Hiện tại đang sống và làm việc tại Bắc Kinh, Trung Quốc, cung hoàng đạo song ngữ. Lý Tiến Vinh đã từng theo học và tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, nhóm máu O, chiều cao 1m83, cân nặng 74kg, sở trường ca hát, võ thuật. Năm 1998, Lý Tiến Vinh tham gia bộ phim truyền hình đầu tay Thái Cực Tông Sư, chính thức tiến vào làng giải trí. Nhiều năm trong nghề, dù không mấy nổi tiếng nhưng Lý Tiến Vinh đã được công nhận là một diễn viên thực lực. Anh đã tham gia nhiều bộ phim như Thượng Cổ Tình Ca, Thục Sơn Kỳ Chiến, Thông Thiên Địch Nhân Kiệt, Tân Thần, Tân Phong Thần Bảng, Tiết Bình Quý và Vương Bảo Xuyến, Gia Hòa Vạn Sự Hưng. Lý Tiến Vinh đã kết hôn với nữ diễn viên lớn hơn mình 1 tuổi là Dương Minh Na được nhiều năm và đến nay tình cảm của họ vẫn mặn nồng như thời thuở ban đầu. Dương Minh Na cũng là một diễn viên thực lực góp mặt trong nhiều bộ phim như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, Thần Điêu Hiệp Nữ, Huyết Đảo Kiếm, Thanh Vân Chí. Với nét mặt cổ điển, từ khi bước chân vào làng giải trí tới nay, Dương Minh Na chủ yếu tham gia vào những bộ phim cổ trang. Dù đều đã hơn 40 tuổi, nhưng vợ chồng của Lý Tiến Vinh vẫn vô cùng trẻ trung. Cả hai đều là người kín tiếng, không thích lăng xê ai nên ít được mọi người cho là một cặp đôi. Các bộ phim mà Lý Tiến Vinh đã tham gia: năm 2014, Phong Thần Anh Hùng Bảng, phần 1 và 2, vai Dương Tiễn. Gia Hòa Vạn Sự Hưng, vai Lưu Gia Thành. Năm 2013, Tân Lạc Thần, vai Tào Tháo. Năm 2012, Tân Quái Hiệp, Âu Dương Đức, vai Huyền Lệnh Bàng Băng. Năm 2010, Tô Tiểu Muội, vai Tô Triệt. Năm 2009, Phụ Nữ Hồ Dương, vai Mục Nhân. Thu Ẩm, vai Mã Trải. Năm 2008, Phụ Nữ Không Hối Hận, vai Phan Quốc Khánh. Cuộc Chiến Của Thanh Xuân, vai Lý Thiết. Tào Vận Mã Đầu, vai Trần Thiên Luân. Năm 2007, Lời Hứa Tình Yêu, vai Điển Phong. Hồng Quan Diệu, vai Hứa Cường Sinh. Tinh Tỏa, vai Ngô Thư Hoài. Năm 2006, Cánh Bướm Bay, vai Mạnh Phi. Nước Mắt Nam Dương, vai Asando. Năm 2005, Liêu Trai, vai Mộ Thiệp Cung. Huyện Lệnh Hoàng Mạ Quái, vai Đường Kính Trì. Đại Hiệp Mù, vai Sử Thanh Bình. Năm 2004, Lăng Vân Tráng, vai Bao Thanh Thiên, Công Tôn Sách. Năm 2004, Hiện Trường Âm Mưu, vai Bành A Phi. Phụ Nữ Quang Trung, vai Kim Bảo Quốc. Tam Bảo Y Quán, vai Diệp Triển. Năm 2003, Vương Ngư Dương Tra Án, vai Hoàng Kim Diệp. Thích Hổ, vai Thập Tứ A Ca, Dần Đệ. Năm 2002, Phong Vận Tranh Bá, vai Hàn Lâm Nghi. Năm 2002, Ý Thiên Đổ Long Ký, vai Du Liên Chu. Hành Trình Xuất Trạng Nguyên, vai Lý Thiên Thành. Từng Bước Thăng Quan. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. We'll be right back.
Thank you.